Giống như tự dưng có người nào đến xong rồi biếu ba em tiền đâu? Không à? Tự dưng anh tới anh biếu em có thấy có giống như anh giống cái người mà không bình thường không? Hả? Giống người không bình thường luôn. Thì có cảm thấy tin tưởng không? Có sợ anh lừa không? À, chắc là không lừa à. Tức là anh là người có thể tin tưởng được đúng không? Đây, anh số tiền này, anh đã đổi ra rồi, số tiền là 3 triệu tư. 1 2 3 3 triệu tư. Thì em kiểm tra lại và em nói cái số tiền em nhận từ anh để cho một cái người và nhờ anh đó thì họ sẽ biết là anh đã trao đúng cái số tiền và đúng người. À, thì anh gửi em, bây giờ em kiểm tra giúp anh. Đây thưa quý vị các bạn, những cái người mà đi mua ve chai đây. Cô ấy, hành trang của cô là có một cái chiếc xe này là để có ba bánh để đẩy. Sau đó kia là sắt thép rồi các cái giỏ này. Ở đây là các cái tấm tôn. Đây trong một cái con hẻm này có những nhà sửa thì mọi người thường họ hay cứ ngồi, họ đứng ở phía bên trước cửa này để họ nhìn ngó. Ồ đây tự dưng có một hot girl chân dài ở đâu ấy. Hot girl chân dài ra ngoài hẻm đứng này cả nhà ơi. Đó cũng không hiểu là cô ấy đứng cô đang đợi ai á. Đây cô này cũng mua được các cái tấm tôn. Để lên trên xe cái ống nước các cái mảnh nhựa hôm nay thì mua được rất là nhiều sắt thép. Những cái nhà họ dọn đi thì thực ra là họ những cái đồ này họ chỉ muốn làm nào vứt đi cho nó lẹ thôi. Còn những cô này mua thì mua được những cái này thì hôm nay sẽ là một cái ngày mà thu hoạch được nhiều tiền đấy. Đây vẫn có một hot girl đứng ở nhìn rất là hấp dẫn, chắc là đang đợi bạn. Hello quý vị các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là số nhà 116 xuyệt 63 xuyệt 10. Hôm nay thì có một khán giả muốn kiếm cái số nhà là 116 xuyệt 63 xuyệt 1 để tới trao quà cho một bác mà bị tàn tật. Hình như là bác nằm hay là bác ngồi xe lăn cỡ cả chục năm nay rồi. Thì hồi nãy rất là vui khi mà được gặp bác đây. Bác đã hướng dẫn. Rồi con chào bác. Bác nhà khu đây hả bác? Rồi cái hẻm, cái đường số 1 ở trong kia đúng không bác? Bác ngồi đây uống cà phê chơi à? Bác ơi, cái hẻm này từ ngày xưa thì nó đã nhỏ như này chưa? Nhỏ vậy. À nhỏ như vậy luôn. Bác ở đây từ năm nào bác? Bác ở đây là có 30 năm. 30 năm rồi. À. Còn cái đường ngày xưa cái đường 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 Tô Hiến Thành ngày xưa gọi là gì chú bác? Cũng là Tô Hiến Thành. Cũng vẫn Tô Hiến Thành. Còn cái đường Cách mạng tháng 8 Lê Văn Duyệt. À rồi có đấy có chợ Hòa Hưng. Chợ Hòa Hưng ngày xưa cũng gọi chợ Hòa Hưng hả bác? À còn đi lên xíu nữa là ngã ba ông Tạ. Đúng. Rồi hôm nay con tới con trao một cái món quà cho một cái bác bị đó. Trong đó. Rồi thôi con xin phép con vô nhá. Rồi, cảm ơn bác. Ở đây chúng ta sẽ đi vô đây. Ở đây địa chỉ của chúng ta đây, số nhà là 116 xuyệt 63 xuyệt 1, đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10. Còn cái số cũ là 116 xuyệt 24 xuyệt 4C. Rồi, hello em. Có chào chú. Ba em nói được không? Ba em không nói được. Đây ba em. Thì ba em là tên gì? Nguyễn Văn Dũng. Nguyễn Văn Dũng. Ba em bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1955. Ba em là bị bệnh gì đấy em? Dạ, tai biến. Tai biến mạch máu não. Thế em tên gì? Dạ, Như Ý. Như Ý, em là con gái của chú. Dạ. Gia đình mình có mấy người?
4 người. À. Bây giờ các em đi làm à hay là ở nhà trông ba? Dạ, sáng đi làm. À, sáng em đi làm. Thì ba em là bình thường là hay ngồi xe lăn à? Bình thường ở nhà thì có ai coi không? Dạ, thì mẹ em đi bán ở chợ trưa và... Cô đi chợ là chợ Hòa Hưng à? Dạ. À, cô bán ở sạp nào em? Dạ, sạp phía trong. Trong chợ. À. Thế nhà mình ở đây lâu chưa em? Có bao nhiêu năm, ở được bao nhiêu năm rồi? Dạ, khoảng 20. 20 năm. Ờ, thì trước đó thì mình ở đâu? À, được cái mạng 8. Ừ. Bên em cũng đi theo đạo Thiên Chúa à? À. Bây giờ nói chuyện ba em có biết không? Thỉnh thoảng mới biết à? Ô, chào chú biết con không? À, ngày biết ngày không à? Thế cái này sao mình không đi bệnh viện chữa chưa em? Đi bệnh viện chữa rồi. Thì họ nói sao? Dạ, thì lúc đầu là bị nhẹ, xong rồi lần sau là uống thuốc nó bị bào bao tử, là xuất huyết bao tử làm thiếu máu á, nó nữa là bị thêm lần nữa rồi đó. Càng ngày nó càng bị nặng hơn đó, nó không có hết rồi. Thế hàng ngày thì ba em ăn uống như thế nào? Mình đút cho ăn này hay là tự xúc được? À, đút cho tự xúc. Thế cô chú thì được mấy người con? Dạ, có hai người, có người theo người anh. À, anh của em cũng ở đây luôn? Dạ không, anh em giờ đi làm ở phía xa cái Bình Dương. À, anh đi làm Bình Dương, còn có em ở đây. Thì em làm nghề gì? Dạ, thì giờ đang làm công phục vụ bên khách sạn. Phục vụ khách sạn à? Em làm khách sạn nào? À, Ramada. À, coi là vậy là nhà có hai mẹ con đi làm thôi, sau đó để chăm ba. Ừ. Thì công việc chăm sóc này có gặp khó khăn gì nhiều không em? Dạ, thì kiểu như là người cứng đó anh. Người cứng rồi. Dạ, là đỡ tên, đỡ số rồi hơi mệt. À, thế ba em bị bệnh này từ năm nào? 7 năm rồi, cũng phải 7 năm rồi. Khoảng 7 năm rồi. Thì ví dụ như có khi nào mà ví dụ như mình phải suốt ngày mình đi, hay là mình giống như có lúc nào mình tức là ý anh hỏi là có ai ví dụ như mình bận mình đi hết thì để ba em ở nhà mình à? Dạ. Không có, ấy là cũng không có để không ngày. Không có để lâu, tức là chỉ đi chốc lát thôi đúng không? Dạ. À. Thì hôm nay thì có một À, em có biết anh không? Không biết đúng không? Sao biết được? Lần đầu tiên gặp mà đúng không? Vậy em nhận cho anh gửi cho em, gửi tiền cho em để em thay để em nhận dùm ba, không? Thì có một người muốn giúp đỡ ba em, thì cái số tiền là tương đương là 3.400.000. Thì từ xưa nay có ai tới cho ba em tiền không? Không đúng không? À, nhà thờ thì cho gạo, là cha đi nhà thờ nào? Hòa Hưng. À. Còn bật cái bóng đèn không? Đây là ý anh hỏi lại là từ xưa nay thì có giống như tự dưng có người nào đến xong rồi biếu ba em tiền không? Không à? Tự dưng anh tới anh biếu em có thấy có giống như anh giống cái người mà không bình thường không? Hả? Giống người không bình thường luôn. Thì có cảm thấy tin tưởng không? Có sợ anh lừa không? Chắc là không lừa đâu. À, chắc là không lừa. Tức là anh là người có thể tin tưởng được đúng không? Đây, anh số tiền này, anh đã đổi ra rồi, số tiền là 3.400.000, 1, 2, 3, 3.400.000. Thì em kiểm tra lại và em nói cái số tiền em nhận từ anh,
để cho một cái người và nhờ anh đó, thì họ sẽ biết là anh đã trao đúng cái số tiền và đúng người. À, thì anh gửi em, bây giờ em kiểm tra giúp anh. Sau đó thì em có cái lời nào cảm ơn hoặc là như thế nào đấy thì em nói để cho anh ghi hình lại và anh chuyển gửi cho cái chủ nhân của cái món quà này. Dạ rồi, dạ. Em nhận được anh là 3.400.000 ạ. À. Dạ. Thực sự là cái này là cũng bất ngờ, tại vì không biết là tự nhiên là lần đầu tiên có người tới mà hỏi thăm rồi gia đình bố em rồi hỏi rồi tự nhiên cho bố em một số tiền như vậy thì bất ngờ. À. Thật sự cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi bây giờ em có thể, có nhiều người chưa biết đấy, anh muốn các khán giả khác họ biết, thì bây giờ em có thể giới thiệu sơ bộ xíu là ba em tên gì, rồi em tên gì, bao nhiêu tuổi, cái địa chỉ nhà mình ở đâu, rồi ba em bệnh bao nhiêu lâu, em nói mấy câu ngắn gọn như thế. Dạ, đây ba em là Nguyễn Văn Dũng. Em nói lớn đấy. Ba em là Nguyễn Văn Dũng, sinh 1955, em Nguyễn Lê Như Ý. Em là Nguyễn Lê Như Ý. Dạ, đúng rồi. Nguyễn Lê Như Ý sinh năm 1997, năm nay 21 tuổi. 21 tuổi. Em rất cảm ơn người đã giúp đỡ ba em hôm qua, anh đã giúp đỡ cho ba em hỏi thăm tới gia đình. Có cần biết tên anh không? Có muốn biết tên anh không? À, thế à? Nhưng anh không cho biết được không? Anh là Tuấn Dương. Em có thể coi lại cái video clip này trên cái kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Anh thì chuyên kết nối những người mà có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó, để giúp đỡ cho họ cảm thấy là họ bớt đi những cái khó khăn trong cuộc sống đó, thì cũng gọi là có một cái chút quà tới để mà giúp em và gia đình. Đấy là chúc em thì luôn mạnh khỏe, vui tươi, yêu đời, công việc tốt để có thể chăm sóc được cho ba mẹ của mình. Thì ngoài ra thì ba em bây giờ thì bây giờ có phải điều trị hay uống thuốc gì không? Dạ, vẫn phải đi bệnh viện tái khám, uống thuốc mỗi tháng. Bây giờ coi là không biết gì cả. Dạ. Rồi, chào chú nhá. Không biết luôn. Thế mình thì có hai để ba lên cái xe xong rồi đẩy cho đi chơi vòng vòng không? Dạ, thỉnh thoảng. Thôi giờ anh cũng có công việc rồi, anh xin phép nhé. Dạ. Anh có thể ghi hình lại, em giới thiệu đây là những ai đấy? Ba mẹ em lúc còn... lúc mới cưới. À, ba mẹ lúc mới cưới đấy. Đây là anh trai đúng không? Anh trai hồi nhỏ. Em hồi nhỏ đấy. Giờ đã lớn quá rồi à? Rồi, thôi giờ anh xin phép nhá. Rồi chúc gia đình sức khỏe nhá. Rồi anh đi. Khoan cho anh hỏi thêm là bên em có số điện thoại không? Số điện thoại của em là gì? Và nếu như có ai đó muốn giúp đỡ mà muốn gửi thẳng cho em á, thì em có thể đọc cho anh. 070 7836 3398. Em đọc lại hai lần nữa. 070 7836 3398. Họ và tên. Nguyễn Lê Như Ý. Nguyễn Lê Như Ý, con của chú Nguyễn Văn Dũng. Nguyễn Văn Dũng, địa chỉ ở đây là bao nhiêu em? 116/63/1, Tuấn Thành, phường 15, quận 10. Rồi, em nhắc lại địa chỉ một lần nữa. 116/63/1, Tuấn Thành, phường 15, quận 10. Anh cảm ơn. Vì anh muốn thế để gì khi khán giả họ nghe chưa có rõ, em phục vụ nhà hàng hoặc là trong khách sạn em biết đúng không? Tức là đôi khi là phải đánh vần hoặc là nói thật là chậm. Đây, Tuấn Dương sẽ ghi cái bảng cái số nhà của chú để quý bà con cô bác nào mà có thể tới thăm hoặc là có bất cứ cái sự giúp đỡ nào thì sẽ gửi tới cháu Như Ý đúng không? Rồi, ok, cảm ơn Như Ý nhá. Rồi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những các cái video clip kế tiếp à. Đây là hẻm cụt luôn đúng không em? Ok. Đây, kế bên đó là cái số 116/63/2 này các bạn. Rồi, bye bye các bạn nhé.